cựu cầu thủ Nam Định bị sát hại ở quê nhà, tiền đạo Uso Conan, người từng thi đấu cho câu lạc bộ Nam Định tại v 2021, bị sát hại tại quê nhà bờ biển Ngà. Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Uso Conan bị sát hại vào dạng sáng nay, 4 tháng 1, chỉ sau ít ngày về quê nhà trong kỳ nghỉ lễ. Được biết, Conan đi ăn uống vui vẻ với bạn bè trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Ông Nguyễn Minh Châu, người đại diện từng hợp tác với Uso Conan trong thời gian thi đấu tại Việt Nam, đã xác nhận thông tin trên. Cựu tiền đạo câu lạc bộ Nam Định đã bị giết chết tại quê nhà bờ biển Ngà vào lúc 2 giờ dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Kết thúc lượt đi tại giải bóng đá Ả Rập Xê Út, cô nan trở về nhà đón Tết cùng gia đình và đã xảy ra tai họa. Vĩnh Biệt, một tiền đạo bóng đá rất tài năng cổ đồng viên bóng đá Thành Nam rất nhớ cậu. Trang Facebook cá nhân của ông Nguyễn Minh Châu viết: Sau khi nhận được thông tin, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ của Nam Định rất bất ngờ. Nhà cầm quân này cho biết, trong thời gian chơi bóng cho Nam Định, chân sút người bờ biển Ngà rất chuyên nghiệp huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ thay mặt câu lạc bộ Nam Định gửi lời chia buồn tới gia đình tiền đạo Uso Conan. Ở mùa giải 2021 khi thi đấu cho Nam Định, Uso Conan là đá 9 trận và đã có 7 bàn thắng, góp công lớn vào thành tích xếp thứ 5 của đội bóng Thành Nam trước khi v bị hủy vì dịch Covid-19. Trước khi qua đời, Conan đang thi đấu tại giải hạng 3 Ả Rập Xê Út. Real Madrid trả 50 triệu euro cho PSG, ký em 3P tức thì. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho đưa ra lời đề nghị 50 triệu euro đến PSG để ký Kylian Mbappe ngay trong tháng 1 này. Tương lai Kylian Mbappe có diễn biến bất ngờ qua những tiết lộ mới nhất của siêu cò người Italia Giovanni Brancini với tờ Gazzetta dello Sport. Nó tùy thuộc vào PSG bây giờ. Real Madrid muốn ký Mbappe ngay trong tháng 1 này và đã đề nghị 50 triệu euro. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng với tôi, lời đề nghị của chủ tịch Florentino Perez đáng được quan tâm. Dù sao cũng thật đáng tiếc khi chứng kiến một cầu thủ tầm cỡ như Mbappé rời câu lạc bộ của cậu ấy theo dạng chuyển nhượng tự do. Mbappé sẽ hết hợp đồng với PSG vào cuối tháng 6 tới đây và hiện vẫn từ chối ký mới. Chân sút 23 tuổi dự kiến sẽ đầu quân Real Madrid trong mùa hè này. Có thông tin Mbappé sẽ ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid, lương 21 triệu euro trên mùa, cộng thêm 40 triệu euro tiền thưởng cho việc gia nhập Bernabeu. Trong phát biểu gần nhất, Mbappé tuyên bố sẽ không rời Paris trong tháng riêng và sẽ kết thúc mùa giải cùng với PSG. Messi hãy khiến Mbappé đổi ý. PSG đang ngày một vô vọng trong việc giữ Kylian Mbappé ở lại Paris khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6 tới. Với sự chờ sẵn của Real Madrid, chuyên gia bóng đá Pháp, Chipi Maconda đã đưa ra lời khuyên cho PSG qua Liquid Jusua, hãy bảo Messi thuyết phục Mbappé đổi ý. Theo vị này, điều Messi nên nói với đàn em là PSG thuộc về Mbappé, chứ không phải anh hay Neymar. Ở PSG, bạn phải có một dự án xoay quanh nó. Khi Neymar đến, cậu ấy đã nói rằng muốn giúp M3P phát triển ở mức tốt nhất có thể. Và chúng ta đã nhìn thấy điều đó. Giờ Messi cũng nên nói điều tương tự. Và với chính anh ấy, tôi phải làm những gì cần làm trong bóng đá. Nhưng giờ là lúc tôi muốn tham gia vào một cuộc bàn giao. Tôi sẽ giúp cậu bay cao. Chuyên gia Chipi Maconda cũng đặt câu hỏi cho M3P nhìn dưới góc độ chiến thuật với lực lượng Real Madrid đang có cũng như việc thực hiện theo đuổi cả Haaland thì lựa chọn đến Bernabeu có phải là quyết định sáng suốt?